Ban biên tập xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Kênh thông tin hữu ích cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Vào 3 giờ 42 phút sáng giờ địa phương, tức 19 giờ 42 phút ngày 27 tháng 7 năm 1976 tính theo giờ quốc tế, khi những người dân Đường Sơn, Trung Quốc đang say nồng trong giấc ngủ, thì trận động đất với cường độ mạnh đã bất ngờ xảy ra. Theo số liệu đo đạc chính thức của Trung Quốc, trận động đất này có cường độ 7,8 độ Richter. Chỉ trong 10 giây, trận động đất đã cướp đi sinh hàng trăm nghìn người. Chưa dừng lại đó, 15 tiếng sau, cơn địa chấn thứ hai lại tiếp diễn với cường độ khoảng 7,1 Richter. Đây là trận động đất gây thương vong nhiều nhất ở thế kỷ 20. Chỉ trong một đêm, khoảng 255.000 người của thành phố 1,6 triệu dân của Trung Quốc đã bị cơn địa chấn vùi lấp. Ngoài ra, còn khoảng 164.000 người bị thương nặng. Đây là thảm họa thiên tai lớn nhất đối với loài người. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu nhấn mạnh, thảm họa thiên tai được báo trước theo Wiki. Một ngày trước khi động đất xảy ra, mực nước giếng ở một làng ngoại vi Đường Sơn đã dâng lên và hạ xuống 3 lần. Trước đó, ngày 12 tháng 7 năm 1976, tại một làng khác, khí cũng thoát ra từ miệng giếng và tăng lên trong 2 ngày 25 đến 2.671.976, hơn nửa tháng trước sự kiện. Một nhà nghiên cứu của Ủy ban Động đất Trung Quốc cũng đã rút ra kết luận rằng vùng Đường Sơn có thể sẽ phải hứng chịu một trận động đất cường độ lớn trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 7 cho tới ngày 5 tháng 8. Sau khi ông nhận thấy rằng có nhiều dấu hiệu địa chất bất thường được báo về từ Bắc Kinh, Thiên Tân, Đường Sơn, Trường Gia Khẩu, thông tin này đã được chia sẻ cho khoảng 60 người, trong đó có một quan chức lãnh đạo của huyện Thanh Long, Tân Hoàng Đảo. Wiki ghi rõ, nhận thấy mức độ nghiêm trọng của lời cảnh báo, lãnh đạo Thanh Long đã chỉ thị cho nhân dân của huyện này chuẩn bị đối phó với thiên tai. Khoảng 470.000 dân của Thanh Long đã được chuẩn bị tinh thần, di tản tới nơi an toàn và huấn luyện cách đối phó với thảm họa. Điều này đã giúp giảm tỷ lệ thương vong, giúp tỷ lệ thương vong ở Thanh Long thấp hơn rất nhiều so với các huyện không được chuẩn bị khác. Ngoài các trung tâm dân cư lân cận như Tân Hoàng Đảo, Thiên Tân, thậm chí Bắc Kinh bị ảnh hưởng, chấn động do động đất ở Đường Sơn lan tới tận Tây An, khu vực cách tâm chấn hơn 760 km. Động đất và sóng thần tại Indonesia năm 2004 vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26 tháng 12 năm 2004, gần đảo Simeulue, ngoài khơi bờ biển phía tây của miền Bắc Sumatra, Indonesia đã xảy ra một trong ba trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Sức mạnh thiên tai cường độ của trận động đất là 9,3 mW, Moment Magnitude Scale, thang độ lớn Moment, chỉ mạnh sau trận động đất mạnh nhất trong lịch sử có cường độ 9,5 mW ở Chile vào năm 1960. Trận động đất kéo theo một chuỗi các đợt sóng thần chết người lan tỏa khắp Ấn Độ Dương. Những con sóng cao 30 mét tàn phá các cộng đồng dân cư sinh sống ven biển ở Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar và những nơi khác. Cơn địa chấn Ấn Độ Dương làm rung chuyển mặt đất với cường độ mạnh hơn trận động đất Loma Lieta xảy ra năm 1989 khoảng 100 lần. Nó có thời gian kéo dài lâu nhất, từ 500 đến 600 giây mà người ta có thể ghi nhận được. Sự tàn phá được ghi nhận trong phạm vi 6.900 km tính từ tâm thảm họa. Cường độ khổng lồ của sự dịch chuyển dưới nước của trái đất đã dẫn đến sự hình thành của những con sóng khổng lồ cuốn trôi sự sống trên những hòn đảo gần đó và tận các lục địa xa xôi. Nó cũng kích hoạt các trận động đất gây thiệt hại ở những khu vực khác, Alaska, bờ biển xa xôi của Australia, bờ biển phía đông châu Phi, nơi xa nhất có ghi nhận tử vong do sóng thần là ở cảng Elizabeth, Nam Phi, cách xa tâm chấn đến 8.000 km. Sóng thần vượt qua khoảng cách 8.500 km đến tận Chui Ba Ai, Nam Phi, nơi 5 giờ sau cơn địa chấn. Nó tạo ra những đợt chiều cường cao 1,5 mét ở vùng nước sâu ngoài đại dương. Sóng thần chỉ là những đợt sóng nhấp nhô, khó nhận biết và di chuyển với tốc độ từ 500 đến 1.000 km/h ở vùng nước cạn gần bờ. Vận tốc của nó chỉ còn 10 km/h, nhưng đó là lúc bắt đầu hình thành những đợt sóng lớn có sức công phá khủng khiếp. Các nhà khoa học điều tra thiệt hại ở Arche cho biết, sóng thần ở đây lên đến độ cao 24 mét khi đến gần bờ và di chuyển dọc theo những dải đất rộng tại một vài khu vực, thì vào đến đất liền độ cao của chúng lên đến 30 mét. Tâm điểm, điểm mà bản thân sự dịch chuyển thật quyền, nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, vùng địa lý chiếm 80% tổng số trận động đất thường xảy ra trên trái đất. Độ sâu nơi trận động đất diễn ra là 30 km tính từ bề mặt đại dương thế giới. Đã xảy ra sự dịch chuyển mảng kiến tạo đột ngột và rất dài. Một vết nứt khổng lồ với chiều dài 1.200 đến 1.600 km đã hình thành. Điều đó gây ra sự hình thành của một cơn sóng thần khổng lồ. Những con sóng thần dấy lên trong đại dương có sức công phá tương đương 5 megaton TNT, 20 petadole. Sức mạnh này gấp đôi tổng khối lượng chất nổ trong Thế chiến II, kể cả hai quả bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản. Sóng vươn tới 4 km trên các đảo, phá hủy các thành phố và sau đó cuốn chúng vào đại dương. Tại nhiều nơi, các đợt sóng thần đã tiến sâu đến 2 km vào đất liền.
hệ lụy nhãn tiền sự chuyển động được mô tả của vỏ trái đất diễn ra theo hai giai đoạn, khoảng thời gian giữa các cơn chấn động kéo dài khoảng vài giờ. Mặc dù vậy, cư dân của tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng đã bị bất ngờ. Điều thú vị là các loài vật ngay lập tức cảm nhận được, các loài chim và động vật rời khỏi tất cả các vùng ven biển và đi sâu vào các phần lục địa, nhưng con người không chú ý. Hậu quả là 235.000 người chết, 100.000 người mất tích. Cho đến nay, đây là một trong những thảm họa làm chết nhiều người nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Kể từ cơn địa chấn Đường Sơn hoặc trận bão xoáy Ho La năm 1970, dân số của 18 quốc gia, bao gồm Sri Lanka, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Madagascar, Seychelles, Nam Phi, Kenya bị ảnh hưởng. Thiệt hại về vật chất ước tính hàng tỷ USD. Theo Liên Hợp Quốc, hoạt động cứu hộ và khắc phục thiệt hại do động đất gây ra tốn kém nhất trong lịch sử nhân loại. Tại một số khu vực, đồng ruộng và nguồn cung cấp nước uống bị ô nhiễm trong nhiều năm do nước biển tràn vào. Cũng có những quan ngại về việc số tử vong cao sẽ làm lây lan dịch bệnh như tiêu chảy, bệnh bạch hầu, bệnh lỵ, thương hàn và viêm gan siêu vi A và B, cũng như nạn đói do mật độ dân số cao và khí hậu nhiệt đới tại những vùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do được xử lý kịp thời, những nguy cơ này đã được giảm thiểu. Động đất và sóng thần có thể ảnh hưởng đến thủy lộ đi qua eo biển Malacca vì làm thay đổi độ sâu đáy biển, làm xáo trộn các phao hoa tiêu và những xác tàu chìm. Thiết lập hải đồ hoa tiêu mới phải mất hàng tháng hoặc hàng năm. Những khu nghỉ dưỡng ven bờ Thái Bình Dương của Thái Lan không bị tàn phá bởi sóng thần, nhưng bị suy sụp vì du khách hủy bỏ kỳ nghỉ. Có những bản tường trình về sự thiệt hại nghiêm trọng tác hại đến các hệ sinh thái như rừng nước, rạn san hô, rừng cây, vùng đất ngập mặn duyên hải, hệ thực vật, đồi cát, cấu tạo đá, nguồn nước ngầm và tính đa dạng sinh học động vật và thực vật. Hơn nữa, sự phát tán chất thải rắn và lòng cùng các loại hóa chất, tình trạng ô nhiễm nguồn nước, sự tàn phá hệ thống công rãnh và những nhà máy xử lý đang đe dọa môi trường theo hướng khó lường. Theo các chuyên gia, tác hại lớn nhất là ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm đất do nước mặn từ biển thâm nhập vào đất liền, cấu tạo một lớp muối trên bề mặt đất trồng trọt. Tại Maldives, có từ 16 đến 17 đảo san hô vòng bị tràn ngập bởi sóng biển nên hoàn toàn không còn nước ngọt và được xem là không thể phục hồi trong vài thập niên tới. Đất bị ngập nước biển trở nên cằn cỗi, không dễ phục hồi chúng thành đất nông nghiệp. Nước biển làm chết cây cối và hủy diệt các loại vi sinh vật rất cần cho đất. Hàng ngàn hecta cánh đồng trồng lúa và nông trang trồng xoài và chuối ở Sri Lanka bị hủy hoại hoàn toàn và phải mất nhiều năm để phục hồi. Động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2008, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc vừa hứng chịu trận động đất mạnh nhất kể từ năm 2017, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, lực lượng cứu hộ đang gấp rút giải cứu hàng trăm người mắc kẹt. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin gần 250 người đang được điều trị vết thương và hàng chục người bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận 200 người mắc kẹt trong khu vực động đất, khôi phục dịch vụ viễn thông và các tiện ích như điện nước, cũng như cung cấp thực phẩm cho người dân bị ảnh hưởng. Trận động đất mạnh 6,8 độ Richter diễn ra ở Tứ Xuyên vào trưa mùng 5 tháng 9, với tâm chấn nằm ở huyện Lô Định, khu vực có nhiều đồi núi và cách xa các tỉnh lân cận. Tại đây, cơ sở hạ tầng điện, nước và viễn thông đã bị hư hại nghiêm trọng. 243 ngôi nhà bị sập và 13.010 ngôi nhà bị hư hại. Ngoài ra, 4 khách sạn và hàng trăm nhà lưu trú cũng bị ảnh hưởng. Trận động đất đã làm cúp điện ở một số thị trấn, làm sập nhiều đường cao tốc và hỏng 7 nhà máy thủy điện từ nhỏ tới trung bình. Ngày 6 tháng 9, dựa trên ước tính lượng mưa lớn trong 3 ngày tới, các chuyên gia cảnh báo rủi ro một số hồ lớn sẽ hình thành sau trận động đất. Theo hãng tin Reuters, Tứ Xuyên thường xảy ra động đất, đặc biệt ở vùng núi phía Tây, là khu vực hoạt động kiến tạo dọc theo ranh giới phía đông của cao nguyên Thanh Tạng. Cô Laura Lua, sống ở Thành Đô, thành phố có 21 triệu dân, cho biết khi đang trên đường về lại chung cư thì thấy mọi người vội vã chạy ra khỏi các tòa nhà trong tình trạng hoảng loạn. Trước đó, mọi người đã nhận được cảnh báo động đất từ điện thoại. Lua nói với hãng tin Reuters rằng có nhiều người sợ đến mức bắt đầu khóc và những con chó thì không ngừng sủa. Tình huống thực sự đáng sợ. Lua nói, Samantha Zhang, 23 tuổi, cư dân Thành Đô, đang chuẩn bị ngủ thì trận động đất xảy ra, tòa nhà liên tục rung chuyển, mỗi lúc một mạnh. Đây là trận động đất đáng sợ nhất từ trận Vấn Xuyên năm 2008. Samantha cho biết, trận động đất tháng 5 năm 2008 ở tỉnh Tứ Xuyên là trận lớn nhất từng được ghi nhận, có cường độ lên tới 8 độ Richter. Trận động đất có tâm chấn ở huyện Vấn Xuyên, khiến gần 70.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại trên diện rộng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.